Quốc Bình và Tạ Đức Trí xin được trở lại trong chương trình Thời sự trong ngày ngày thứ sáu 8 tháng 12 ngày hôm nay. Và như trước khi vào phần thông tin thương mại, chúng tôi có nhắc về cổ thành Jerusalem. Thì đây là một vấn đề gây tranh cãi rồi nào. Tại vấn đề này là một cái thánh địa thì có thể mời Tạ Đức Trí nói thêm chút xíu chi tiết về thánh địa Jerusalem để cho quý khán giả được biết rõ thêm về thánh địa này. Dạ, thưa anh Bình cũng như thưa tất cả quý vị, à, thánh địa Jerusalem à, là nơi tranh chấp giữa Do Thái và Palestine và nơi đây có cả ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới là do thái giáo hồi giáo và kỳ tô giáo và cổ thành jerusalem đã có từ lâu có liên quan tới dân tộc do thái từ thời của vua david đã chinh phục thành phố tại đây cũng như sau đó là con trai của ông là vua solomon thì cũng đã cai trị thành phố này và những uh, tại đây thì những quần thể đền thờ nhưng mà lại thêm một cái này nữa là theo lịch sử đó thì cũng tại thánh địa này lại có một số đền thờ của người hồi giáo gọi là raham al sarib và, và người do thái đó đã gọi những nơi này là núi đền tức là temple mount và những đền thờ tại đây đó thì nó có những cái những cái cấu trúc như là uh, có mái vòm bạc vì theo những truyền thuyết đó thì khu vực này là vào thời xa xưa đó được các nhà tiên tri Mohammed đã từng viếng thăm do đó là người hồi giáo xem đây là thánh địa của họ bởi vì anh nhớ là lịch sử xa xưa là theo như đạo hội độ đạo hồi là sứ giả Mohammed đã từng ở viếng thăm. À, 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 thăm những cái ngôi đền này ra thành ra một vị thánh địa. Ê, ấy, chính vì vậy mà phía palestine có số người đa số theo hồi giáo thì họ tin rằng đây là thánh địa của họ đây là mảnh đất của họ đây là thủ đô của họ ngược lại phía do thái cũng căn cứ theo những lịch sử những tài liệu lịch sử và ngay cả trong kinh thánh cũng có những uh, sự kiện mà liên quan tới do thái chính vì vậy mà palestine và do thái đã xảy ra những mâu thuẫn và những tranh chấp mà palestine và do thái khi mà xảy ra tranh chấp tại jerusalem á, thì cái việc tranh chấp này nó không có dừng lại hai quốc gia mà nó dừng lại mà nó lan rộng hai ra giáo. cả hai tôn giáo thưa anh tức là hồi giáo và do thái giáo thì hiện nay đó thì được biết là theo những cái thống kê đó thì số người đang sinh sống tại thánh địa jerusalem là khoảng gần 1 triệu người và 65 hầu như là gần 65% là theo do thái giáo và hơn và khoảng chừng 35% là theo hồi giáo. Kỳ Tô hữu thì sao? Kỳ Tâu hữu cũng có nhưng mà rất là ít. Thành ra là đa số là do thái giáo và, à, hồi, giáo. và hồi giáo. Đó là à, à, lý do là à, như anh Quốc Bình đã từng Trình bài đó là phía miền đông của Jerusalem đó là uh, trước đây á là người Palestine người ta cho rằng đây là thủ đô của họ tại vì có những đền hồi giáo. Nhưng mà sau đó đó thì do Thái đã chiếm những đền những đền thờ này và họ gần như là họ kiểm soát và sau đó đó thì uh, trước thập niên 80 thật ra trước thập niên 80 đó có một số quốc gia như là Hòa Lan và Costa Rica đã đặt tòa đại sứ tại Jerusalem trước thập niên 80, nhưng sau đó thì Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng phản đối. Về về là Thành ra họ dời lại về Tel Aviv. Thành ra từ đó cho tới nay đó thì không có một quốc gia nào mà rồi. dám đặt tòa đại sứ tại Jerusalem. Thì đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ đã quyết định chính thức sẽ là về. sẽ đặt tòa đại sứ tại Thôi. Tại chúng tôi, chúng tôi quốc bình như tại địa trí đã từng nhắc là cái thành cổ thành hay là thánh địa Jerusalem được Liên Hợp Quốc coi chừng kiểm soát chứ không phải là nằm trong chủ quyền của Do Thái không có được chấp nhận Do Thái vẫn kiểm soát nhưng mà hợp pháp là không phải chủ quyền của Do Thái đối với Liên Hợp Quốc. Thành ra khi mà dời về tòa đại sứ thì Liên Hợp Quốc hơn tiếng là như vậy tại vì thật sự Tel Aviv là thủ đô của Do Thái thuộc chủ quyền của Do Thái thành ra cái đó là không có vấn đề tranh cãi nhưng mà vấn đề Jerusalem là vấn đề gây nhiều tranh cãi và thực thực sự ở cổ thành Jerusalem lại còn có một cái sự kiện lịch sử về bên Kitô hữu hay là bên Tin Lành là Đức Chúa Jesus đã bị treo đóng đinh cho tập tự, tự giá ở ngoài bên ngoài cổ thành thì đó là có những cái lịch sử mà có nhiều tôn giáo liên quan đến cổ thành Jerusalem và nhắc về những đền thờ của quý vị thì đền thờ mái vòm Dome of the Rock giác vàng trắng lệ được dựng trên khối đá nơi mà nhà tiên tri Mohammed lên trời. Khu vực này cũng là đất thánh của người Do Thái, nơi ngôi đền của họ từng được dựng lên. Và phía dưới là bức tường than khốc trước kia, từng là tường đỡ và là di tích cuối cùng của ngôi đền Do Thái thứ hai bị người La Mã phá hủy xảy ra vào năm 70. Đây là thánh địa thiêng liêng nhất để cho người Do Thái cầu nguyện. Và nếu nói về Kitô hữu thì như chúng ta vừa nhắc là cổ thành Jerusalem có nhà thờ mộ thánh Holy Spirit, thánh địa thiên liêng của người theo kỳ tô giáo, được xây tại nơi chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá và đã được khâm liềm. Nhưng nếu nói đến cái khu này khi có cái vấn đề lịch sử là Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh thập tự giá và khâm liềm, thì cái khu vực này quản trị thuộc về ai thưa anh? Dạ thưa thì đúng ra như anh Bình nói là khu vực này đúng ra là Liên Hiệp Quốc muốn có cái ảnh hưởng tại đây tuy nhiên thực tế cho thấy đó thì hiện tại là do Thái đang có chiếm giữ miền đông của Jerusalem và kể cả những nơi thờ phượng này trong một cuộc chiến xảy ra vào năm 1967 à, à, tuy nhiên theo một cơ quan tôn giáo của hồi giáo đó thì cái người à, đây là cái việc mà chịu trách nhiệm những ngôi đền linh thiêng nói trên đúng ra phải thuộc về của hồi giáo và Palestine tuy nhiên mọi lối đi vào những cổ thành Jerusalem thì đã bị lực lượng quân sự của do thái kiểm soát cho tới hiện nay và người do thái được phép vào nhưng không được cầu nguyện tại đây thưa anh cũng hơi là là họ kiểm soát họ giành quyền kiểm soát nhưng mà người do thái được phép vào nhưng không được cầu nguyện Thật ra cũng không hiểu là lý do đằng đằng sau là cái gì nhưng mà vấn đề mà do thái và Palestine họ vẫn tranh chấp chiếm cổ thành Jerusalem thuộc về quốc gia của họ thì cái vấn đề này anh thầy nói thêm sâu một chút xíu là vấn đề nó sâu xa từ đầu thân. Và dạ, thưa anh cho tới hiện nay đó thì cả Do Thái và Palestine họ xem Jerusalem là một thánh địa của tôn giáo của họ bởi vì đây là à, có cột mốc quốc gia về sự linh thiêng của tôn giáo và có một cái giá trị rất là sâu sắc đối với hai dân tộc Do Thái và Palestine đối với người Palestine á, thì họ cho rằng họ bị tước đi quyền độc lập và việc bảo vệ Jerusalem và đền thánh Al-Aqsa là lời kêu gọi đoàn kết giữa những người theo hồi giáo và thêm đó nữa đó, thì người Palestine muốn chọn Jerusalem là thủ đô quốc gia của Palestine trong tương lai và chính vì vậy mà đã tạo ra rất là quan tâm cho các quốc gia và cũng như rằng Liên Hợp Quốc cũng muốn có cái sự à, ảnh hưởng tại đây để mà ngăn cản những cái mâu thuẫn có thể xảy ra thưa anh. Đối với mâu thuẫn thì hai dân tộc Palestine và Do Thái lúc nào cũng có mâu thuẫn và cổ thành Jerusalem là một vấn đề. Thì nếu nói như vậy thì Liên Hợp Quốc họ đã muốn phân chia như thế nào khu vực cổ thành này thưa anh? Dạ thưa anh, về phía Liên Hợp Quốc đó thì vào năm 1947 đó Liên Hiệp Quốc đã đề nghị tách Palestine thời đó thành ba thực thể: một nhà nước do Thái, một nhà nước Ả Rập và Jerusalem thành phố phi quân sự có vị thế là một thực thể tách biệt được đặt dưới sự quản trị của Liên Hiệp Quốc. Có nghĩa rằng theo mô hình của Liên Hiệp Quốc á, thì Liên Hiệp Quốc muốn chia khu này ra làm ba phần, 3 phần để cho ba thực thể chính trị. Do có thái, thể do thái Ả Rập và Jerusalem. Dạ, tức là chính quyền của Jerusalem tại đây là thành phố, thành phố phải có một cái chính quyền thành phố, ừ. rồi uh, có sự đại diện của Palestine, có sự đại diện của do thái, thì muốn chia ra một cách uh, một cách mà, một cách hài hòa như vậy. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thành công bởi vì uh, phía lãnh đạo do thái uh, mặc dù lúc đầu đã có phần đồng ý nhưng các nhà lãnh đạo Ả Rập lại bác bỏ. Cũng là một vấn đề. Và sau khi người Anh rời vùng đất và khi chiến tranh Do Thái Ả Rập lần thứ nhất kết thúc, nhà nước Do Thái được thành lập từ năm 1948, đặt thủ đô ở bờ Tây của Jerusalem. Bờ đông của Jerusalem lúc đó nằm dưới sự kiểm soát của Jordan. Tuy nhiên, sau cuộc chiến 6 ngày xảy ra vào năm 1967, Do Thái chiếm luôn cả bờ đông của Jerusalem, sát nhập vào quốc gia Do Thái. Như vậy hình như do Thái có ban hành một đạo luật liên quan đến cổ thành Jerusalem phong anh và không phải như vậy không? Dạ thưa đúng, sau khi mà xác nhập uh, Jerusalem là một phần đất của Do Thái, lãnh thổ của Do Thái thì vào năm 1980 chính phủ Do Thái ban hành một đạo luật thiết lập quy chế Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không chia cắt được. Wow, nhưng mà tại sao họ lại dùng Tel Aviv hiện nay lúc đó họ đã quyết định lúc đó nhưng mà chắc không làm được cái vấn đề dạ, này. thưa anh lúc đó tuy là họ quyết định nhưng mà họ đã bị cái sự phản đối quá nhiều của các quốc gia tại vùng Trung Đông do đó là họ cũng đã gặp quá nhiều khó khăn và ngay cả Hoa Kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà họ muốn vào thời đó khi mà họ muốn thành lập uh, đại sứ Hoa Kỳ tại Jerusalem. Hoa Kỳ cũng đã có một đã có ý tưởng là muốn dời tòa đại sứ về Jerusalem để mà tỏ ra là ủng hộ do Thái. Chúng ta thấy rất là rõ rằng rất nhiều thời của Tổng thống Hoa Kỳ, Hoa Kỳ luôn bày tỏ quan điểm rằng ủng hộ do Thái và có phần không ủng hộ Palestine và cái và cái quan điểm của Hoa Kỳ gần. Uh, trước thời tổng thống đời 45 á, tức là tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đó thì tổng thống tiền nhiệm Obama muốn ủng hộ cái giải pháp rằng muốn ủng hộ một nghị quyết công nhận hai quốc gia do Thái và Palestine là hai quốc gia độc lập phải ngồi lại và có những giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, việc đó cũng chưa thực hiện được và nay tới thời tổng thống Trump thì ông muốn bày tỏ À, quan điểm rõ rệt hơn ủng rằng Hoa đồng Kỳ đồng ủng hộ đồng minh do Thái như ông đã hứa vào năm 2016. Đây là vấn đề mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa trong cuộc vận động bầu cử vào năm ngoái nhanh vừa nhắc và ủng hộ đồng minh tối đa. Nhưng thực sự chúng ta cũng phải nghĩ lại là có những vấn đề đằng sau lưng ngoài vấn đề ủng hộ đồng minh và vì do Thái là một đồng minh rất quan trọng của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông để chống lại những quốc gia hồi giáo cực đoan. Nhưng mà vấn đề của người Palestine cũng là một vấn đề mà tổng thống hoa kỳ cũng nên cân nhắc và chúng ta cũng không muốn có sự tranh cãi và gây hấn giữa hai quốc gia và đối với cộng đồng người hồi giáo sẽ chống đối lại hoa kỳ và họ sẽ dùng những cái lời tuyên bố của tổng thống hay những cái chính sách của tổng thống mà thể làm cho gây ảnh hưởng đến hoa kỳ và sự liên hệ giữa giữa hoa kỳ và các quốc gia trên toàn cầu và quay sang với hoa kỳ hiện nay như nói về hoa kỳ thì vấn đề của tổng thống donald trump đặc biệt là liên quan đến donald trump jr thì vấn đề họ nghị viện thẩm vấn như thế nào thưa anh có thể bàn sơ chút xíu về vấn dạ, đề này. thưa quốc bình thưa tất cả quý vị khán thính giả thì cách đây 2 ngày một quỹ ban đặc biệt của hạ viện đã có một cuộc phỏng vấn đối với con trai của tổng thống trump là donald trump nho à, thì cái việc mà các nhà lập pháp của hạ viện đã phỏng vấn con trai của tổng thống để hỏi những vấn đề liên quan tới những cái vấn đề uh, tranh cử năm 2016 cũng như những cái vấn đề rò rỉ thông tin liên hệ tới Nga thì được biết rằng con trai được biết rằng trong số những người hỏi này đã có dân biểu Adam Schiff là đại diện của tiểu bang California uh, đã hỏi những câu cho con trai của tổng thống và đa số uh, ông Trump Jr đã trả lời hầu hết các câu hỏi nhưng có điều rằng ông đưa ra một cái quyền đặc quyền giữa luật sư và thân chủ chúng ta cũng biết cái đặc quyền này là khi mà một người thân chủ nói chuyện với luật sư đó, thì cái việc đó được quyền giữ kín tại vì đó về cái luật tư pháp đó thì khi mà cái người thân chủ một người khách hàng nó có luật sư thì những cái trao đổi giữa luật sư với người thân chủ đó là theo hiến điều pháp là giữ bí mật đó là đặc quyền thì ông cho rằng mặc dù là ông có uh, tiếp xúc với lại ba của ông là đương kim tổng thống vào thời đó vào những ngày tháng đó tuy nhiên trong cái cuộc uh, tiếp xúc này lại có thêm luật sư của ông thành ra vì cái vấn đề sự có mặt của luật sư đã theo như biện luận là cái cuộc nói chuyện này phải cần giữ kín tại vì ông đã miễn trả lời những cái câu hỏi của một số dân biểu tại buổi hạ việc. Vấn đề là có luật sư và ông không muốn đi sâu vào vấn đề và cái thứ vị dân biểu Adam Schiff nói rằng ông không tin cuộc đối thoại giữa cha con của ông Trump, ông Trump Jr. và tổng thống Donald Trump là thông tin có thể được đặt quyền. Những người khác có mặt trong buổi thẩm vấn này vào ngày thứ tư 6 tháng 2 vừa qua đã cho biết ông Trump Jr. nói rằng ông không nhớ những điều mà các nhà lập pháp muốn biết chi tiết kể cả các chi tiết về cuộc gặp gỡ với người Nga. Và nếu nói như vậy thì, thưa anh, ông Trump chưa nhờ đã từng gặp ai? Những người Nga là ai? Và con trai của Tổng thống Trump đã từng theo như một số thông tin báo chí cho biết rằng ông đã từng gặp một số công dân Nga tại, tại tòa tháp Trump vào hồi tháng 6 năm 2016. Một trong những người đó là một luật sư Nga và có liên hệ tới Điện Kremlin và theo một số những thông tin là cũng đã có những lời hứa sẽ cung cấp những thông tin này. Thông tin mà có thể hạ uy tín của đối thủ Hillary Clinton, thuộc đảng Dân Chủ, đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc. Và cái thứ vị ông Trump chú nhờ cũng cho biết, ông không nói cho thân phụ là Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay biết các cuộc gặp gỡ này. Ông chỉ nói với thân phụ sau khi các email liên quan Tới cuộc gặp gỡ bị tiết lộ và thôi Và nếu nào nói về ông Donald Trump Jr Thì thông tin của ông Trump Jr gặp luật sư Natalia Valenskaya Vì sao công chúng lại biết thưa anh những thông tin này Dạ cái lý do mà công chúng và báo chí biết đó, Cái cuộc gặp gỡ giữa con trai của Tổng thống với một luật sư của Nga đó Đã bị một tờ báo là New York Times Viết vào ngày 9 tháng 7 vừa qua đó là lý do tại sao mà người dân công Hoa Kỳ đã biết. công chúng đã để ý tới việc này. Và thành, thành ra tổng thống Donald Trump hình như không thích những tòa những tạp chí, những cái tòa soạn báo, những cái thông cơ quan truyền thông Hoa Kỳ thì phải phải không? Dạ, tại đúng vì đúng. họ duyên môn đưa ra những tin nóng và những tin rất là giật gân và những cái thông tin mà người ta cần biết và công chúng Hoa Kỳ cũng đang muốn biết. New York Times là một trong những tòa tòa những tạp chí và tòa soạn báo mà chắc ông Trump cũng nói là fake news. Và cái thú vị thì nếu nói về uh, ông Donald Trump Jr. Xin hỏi lại anh chút xíu là Ông này gặp bà uh, luật sư người Nga có một mình Hay là trong cái buổi gặp còn có ai nữa? Thân? Và theo một số thông tin thì ngoài cái vấn đề luật sư người Nga Còn có thêm con rể của Tổng thống đó là ông Jared Kushner uh, Cũng có mặt cũng như là ông... Uh, lo về cuộc bầu cử được xem là manager cho cái cuộc bầu cử Longkho Manafort mà chúng ta cũng nh, nh, cũng nhớ lại cái sự kiện là cách đây một tháng ông đã bị phía bên công tố liên bang à, cáo buộc về một số những à, những cái vi phạm à, của ông vào cái à, việc vào năm 2016 Thưa anh vậy đây có phải lần đầu tiên mà Donald Trump chưa bị phỏng thẩm vấn không anh? thứ dạ, thứ không, đây không phải là lần đầu tiên mà thật ra đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên mà ông, à, lần đầu tiên mà con trai của tổng thống bị phỏng vấn đó à, và là là qua cái cuộc điều tra của thượng viện à, vào vào đầu tháng 9 vừa qua được biết là đây là lần thứ hai thôi. Vậy là hai lần mà phải gặp thượng viện bây giờ là hạ viện và như ông này nói thì phải có cái đặc quyền luật sư và cũng nói là khi nói chuyện với ông bố cũng phải có luật sư lúc đó và thật sự những email bị leak ra information thì họ mới biết là ông này từng gặp bà luật sư người nga và trong đó đã có thêm ông Manafort và Jared Kushner đây là một vấn đề mà ông Robert Mueller chắc là cũng rất quan tâm để điều tra thêm và sâu rộng hơn về vấn đề rò rỉ thông tin và liên quan đến ảnh hưởng của Nga và cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và xảy ra vào năm 2016. Và đó là chương trình thời sự trong ngày ngày thứ Sáu, 8 tháng 12 năm 2017 qua phần trình bày của Tạ Đức Trí và Quốc Bình. Xin cảm ơn sự theo dõi quý báo quý vị và xin hẹn gặp lại vào những chương trình lần tới cũng trên làn sóng này. Và chúc quý vị còn lại một ngày thật vui bên người thân và gia đình và chuẩn bị cho một mùa lễ Giáng sinh thật là bình an. Xin trân trọng, kính chào.